xin chào các vị đồng tu chúng ta vẫn phải đọc lại kinh văn một lần phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh trang thứ ba đếm ngược hàng thứ hai bắt đầu đọc từ câu thứ hai nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi tất cánh vô chủ vô ngã ngã sở đây là một đoạn nhỏ hôm qua đã giảng hai câu nói rõ cái tâm này không phải sắc pháp bất khả kiến bất khả thủ hôm nay nói tiếp theo tâm này là từ đâu mà có những lời trong kinh nói này chúng ta vừa nhìn liền biết đó là thức tâm không phải chân tâm vì chân tâm không phải hư vọng nó là chân thật cho nên đây nhìn qua chính là a lại gia thức đảng thị hư vọng chư pháp đập khởi tân cánh vô chủ vô ngã gã sở các vị đã học qua bách pháp minh môn luận của tướng tông Nếu như có chút cơ sở về Bộ tiểu luận này Thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu Chúng ta biết Bách Pháp Là Bồ Tát Thiên Thân Đem 660 Pháp ở trong Du Già dạ Sư Địa Luận Quy nạp thành 100 Pháp Để tiện lợi cho người Sơ học Đại Thừa đây là bài đầu tiên Của nhập môn tướng tâm Bài đầu tiên của người sơ học Bách Pháp nói gì vậy? Bạn hiểu được Bách Pháp nói gì Thì bạn liền hiểu được 660 Pháp nói ở trong Du Già dạ Sư Địa Luận là gì? Nó là đem tất cả mọi Pháp Ở trong vũ trụ Quy nạp quy nạp thành một trăm điều ở trong mỗi một điều sự hàm chứa trong đó là vô lượng vô biến không có cách gì tính được bất kể là thuộc về môn học nào tâm pháp năng biến Có khi chúng ta cũng nói năng sanh, năng biến. Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy. Nhưng các vị phải nhớ kỹ, năng sanh chứ không phải năng hiện. Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau. Năng hiện là chân tâm. Vọng tâm không thể hiện. Vọng tâm năng biến đem nhất chân pháp giới biên thành mười pháp giới biến thành vô lượng vô biên pháp giới nó có cái công năng này vọng tâm này từ đâu mà có vậy đảng thị hư vọng chư pháp tập khởi hư vọng là nói nó không phải chân thật tại sao có loại hiện tượng này vậy là tập khởi ở trong trung quán luận có một bài kệ nói rất hay đều là nói đến cội nguồn của chư pháp trong vũ trụ nhân sanh nói rằng chư pháp bất tự sanh việc bất tùng tha sanh Bất cộng, bất vô nhân Thì cố thuyết vô sanh Chúng ta có thể nói Bộ Trung Quán Luận Năm trăm tuần Chính là Nói rõ cái sự việc này Một sự việc này Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiện tượng của tột nguồn muôn pháp bằng hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ rồi trong nhà phật liền gọi bạn là pháp thân bồ tát chẳng khác gì nói bạn cầm được học gì này thì bạn là pháp thân bồ tát rồi đối với hiện tượng này hoàn toàn mơ hồ mê hoặc không hiểu người này gọi là phạm phu phạm phu và phật và bồ tát không có gì sai khác chính là bạn đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh có sự bất đồng trong nhận thức cũng giống như chúng ta hiện nay học ở trường vậy bạn cầm được học gì tiến sĩ Họ cầm được học gì thạc sĩ người này không có văn hóa ngay cả tiểu học cũng chưa học qua đều là người đều là như nhau không có gì khác chỉ là trên trình độ văn hóa sai biệt bất đồng ở trong phật pháp mười pháp giới quả thật mà nói chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa họ trải qua đời sống không giống nhau từ cái chỗ này chúng ta phải chợt nhận ra chúng ta phải sống đời sống tốt phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên vừa vào điều gì vậy vừa vào giáo dục ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó chúng ta nhìn thấy sống đời sống khổ như vậy làm sao cứu giúp đây cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề phải xây trường học phải dạy họ nâng cao trình độ văn hóa của họ chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ ở trong phật pháp gọi là giới hạn lớn Chúng ta có thể từ cõi người Nâng lên đến cõi trời Trời dục giới Nâng lên đến trời sắc giới Trời sắc giới Nâng lên đến trời vô sắc giới Từ trong sáu cõi Nâng lên đến Pháp giới bốn thánh Từ Pháp giới bốn thánh Nâng lên đến nhất trần Pháp giới Toàn dựa vào giáo dục Pháp thế xuất thế Không có ngoại lệ Chúng ta phải có cái nhận thức này A à lại gia là, là từ đâu mà, mà có vậy? A à lại gia gọi là tạng thức. A à lại gia là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là tạng thức. Tạng tức là bao hàm. Tạng chứ cái gì vậy? Chư pháp. Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của chư pháp. Thuật ngữ trong kinh Phật gọi là chư pháp lạc tạ ảnh tử. Người hiện nay gọi là ấn tượng chúng ta ngày nay từ sáng đến tối ở trong cuộc sống của đời này cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc đều có ấn tượng cái ấn tượng này vĩnh viễn không bị mất đi bạn nói ấn tượng rất cả tôi không nhớ nổi là không nhớ nổi mà thầy đều đưa vào hồ sơ lưu A lại giải thức giống như là kho lưu trữ, tất cả là ở trong đây. Tất cả thiện, tất cả ác, tất cả vô ký mà bạn tạo, phải đều ở trong này. vĩnh viễn không bị quên mất ở trong kinh Phật nói, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, cái nhân này chính là ấn tượng ở trong ta là da thức hàm chứa chủng tử gặp được duyên thì cái quả báo này liền hiện tiền hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng một tâm ý qua loa mà nói nó không phải là lỗi ý thức thứ sáu là rất lơ là a là gia là rất vô cùng vi tế ý nghĩ vi tế tạo nghiệp thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi đã vào kho lưu trữ tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh là theo từng sát na nhưng mà những cái này không có hình tướng Ấn tượng không phải sắc pháp à, Nếu như Chủng tử trong A là Gia thức, thức Chúng ta hiện nay gọi là Ấn tượng Ấn tượng nếu đó là sắc pháp Nếu đó là vật chất Phật nói Sự tạo tác của chúng ta Từ vô lượng kiếp đến nay Lớn như hư không Cũng chứa không hết Bạn mới hiểu được Cái nghiệp mà chúng ta đã tạo này là bao nhiêu chúng ta ở trong quá trình một đời người trên đường bồ đề ba đại a tăng kỳ kiếp làm sao có thể không có ma không có nạn không có chướng ngại chứ từ xưa đến nay tạo ác nghiệp quá nhiều rồi ác nghiệp chướng ngại chúng ta thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận toàn là chứng ngại tham sân si toàn là chướng ngại cho nên phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp mà mấy người tu tịnh nghiệp mấy người hiểu được tịnh nghiệp người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa quả thật mà nói đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân chánh vậy thuần tịnh không xen tạp là Pháp Thân Đại Sĩ. Ở trong tỉnh còn xen tạp ít phần bất định là Pháp Giới Bốn Thánh. Sáu cõi ở trong Pháp Giới này luôn luôn là nhiễm nhiều tình ít. Ở Phạm Phu chúng ta Người tu hành chân chánh rất tốt Phân lượng Nhiễm nghiệp Xen tạp ở bên trong Tương đối ít Xen tạp khoảng 20-30% Điều này ở người tu hành phàm phu lục đạo là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như chúng ta hiện nay, loại trình độ này, đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm. Tịnh nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3%. Thậm chí là 1-2% Như vậy mà thôi Cái đạo lý này nhất định phải hiểu Những thứ này Quả thật là hư vọng Tuy là hư vọng Nếu bạn không biết đó là hư vọng Bạn sẽ bị nó hại Thật sự biết đó là hư vọng Thì bạn sẽ không bị hại Bạn đã giác ngộ rồi Cho nên mấu chốt ở chỗ này Vẫn là mê ngộ Khi mê Thì bạn vĩnh diện bị dòng cảnh trói buộc, bạn vĩnh viễn bị dòng cảnh chi phối. Chúng tôi nêu ra một thí dụ vô cùng hiện thực, cái thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng, nhưng mà chúng ta không biết đó là hư vọng. Chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm đồng niệm. Tất cả hành vi sinh hoạt Đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng Nguyên nhân gì vậy Không biết đó là hư vọng Nếu như thật sự biết đó là hư vọng Thì chắc chắn Không bị hoàn cảnh quấy nhiễu Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của mình được đại tự tại đây là sự thật chứ không phải giả ở trong tổ sư đại đức cư sĩ nhiều đời trung quốc có không ít người chứng được cảnh giới này ngay như trong kinh lăng nghiêm có nói những năng chuyển cảnh tác động như lai họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc không bị hoàn cảnh chuyển Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ được Họ có thể chuyển cảnh giới Người thiện gặp được họ Người thiện sẽ càng thiện Người ác gặp được họ Người ác, họ. Người ác sẽ sửa bình hướng thiện Họ chuyển hoàn cảnh Chuyển hoàn cảnh nhân sự Họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất Hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai Họ đến nơi đó thì thiên tai giảm nhiều Chúng ta ngày nay nói Gió bão lũ lụt Hạn hán động đất Họ đến nơi đó liền giảm thiểu cây Đây không phải là thần thoại Đây là sự thật Cái lý ở trong đây quá sâu Cho nên ở trong Kinh Phật nói mật Nhà Phật không nói bí mật Mà nói thâm mật cái lý này quá sâu Cái lý càng sâu Chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này Tuần tự từ từ mà tiến Bạn nhất định có thể chứng được Khi chứng được cái gọi là khoát nhiên đại ngộ trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Pháp hữu vi chính là 94 Pháp phía trước. Bách Pháp, sáu Pháp phía sau là Pháp vô vi. Bất kể là tâm Pháp, tâm sở Pháp. Sắc Pháp, tâm bất tương ưng hành Pháp đều là chư Pháp tạm khởi Tất cánh vô chủ Vô chủ là không có chủ tể Tập khởi thế nào vậy? Duyên Phật Pháp vô cùng coi trọng duyên Phật Pháp nói duyên sanh Chứ không nói nhân sanh Nó nói duyên sanh Nó vô cùng có đạo lý Nhà Phật nói Tất cả hiện tướng của dạng Pháp nói duyên khởi nhưng mà à, duyên khởi chắc chắn là tánh không tánh không tức là tất cánh vô chủ vô ngã ngã sở chân tướng của tất cả dạng pháp đều là như vậy cho nên nói dạng pháp vậy không hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy họ dùng phương pháp phân tích cơ thể của một người một vật thể họ phân tích từ trong tế bào phân tích thành phân tử phân tử phân tích thêm thành nguyên tử thành điện tử thành hạt cơ bản vậy mới hiểu được cái thân này là không vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành hiện tượng tổ hợp không giống nhau có cái tổ hợp thành khoáng vật tổ hợp thành thực vật tổ hợp thành động vật đều do một cái tổ hợp thành Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ cái đạo lý này Chẳng qua là Phương trình tổ hợp không giống nhau Lời nói này trong Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang là Phật Thích Ca Mâu Ni nói Theo như cách nói của người nước ngoài Cũng có hơn 2.500 năm rồi Theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong Kinh Kim Cang cái thế giới này là tướng nhất hợp Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì vậy? Vật chất cơ bản là một Nhỏ như vi trần Lớn như thế giới Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu Cùng từ Hạt cơ bản tổ hợp thành Tướng nhất hợp Tổ hợp thành cái tổ hợp này, hợp này Duyên, duyên tụ nó liền kinh thành Duyên tan nó liền tan rã Tụ tán vô thường Nó đâu có chủ Nếu nó có chủ Thì tụ hợp vĩnh viễn không tan Đây gọi là có chủ Tụ tán vô thường Biến hóa từng sát đa Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này Tại sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi bạn đối với Pháp Thế xuống thế gian Chắc chắn không có tâm tham luyến Tại sao vậy? Đó là đồ giả Bạn tham luyến là bê hoặc Bạn muốn chấp trước chiếm hữu Là vọng tưởng Tại sao vậy? Không thể được Cái thân của chính chúng ta Cũng không thể chiếm hữu Vì sự chuyển hóa của tế bào Biến hóa theo từng sát na. Vì vậy quả thật là vô ngã Người thế gian chấp trước cái thân này là ta Là cái mê hoặc đứng đầu Từ mê hoặc ngã Mà sinh ra tự tư tự lợi Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Tạo những tội nghiệp này Thông thường nói là Đọa lạc trong luân hồi không phải đọa là Những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành Cảnh giới luân hồi Biến thành cảnh giới địa ngục Địa ngục từ đâu mà có vậy Tự mình biến ra Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu Mà tự làm tự chịu Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không phải do Phật tạo ra Phật hoàn toàn không làm cái việc này Phật đâu có làm những việc rỗi này Chúng ta giác ngộ rồi Còn không làm chuyện rỗi hơi Phật còn làm chuyện rỗi hay sao Phật làm chuyện rỗi ngày không bằng chúng ta Tâm địa thanh tịnh Không nhiễm mảy bụi Nói cho bạn biết chân tướng sự thật Là cho trong tâm của chính bạn biến hiện ra Cái mà phần trước đã nói Nhất thiết chúng sanh tâm tưởng gì cố Tạo nghiệp việc gì Từ tâm tưởng sanh Cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thế là tôi Cũng thường hay gặp có một số đồng tu hỏi tôi Quỷ có hay không? Rồng có hay không? Tôi đều gật đầu nói có Tại sao có vậy? Trong tâm bạn đang tưởng Nó từ tâm tưởng sanh Chỉ cần bạn tưởng nó liền tưởng ra hiện tướng Giống gì không có Cái tướng này là do bạn tưởng ra mà bằng hàng ngày nghỉ quỷ Thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi Sau đó bạn mới hiểu được Ở trong tình nghiệp tam phước Nói cho chúng ta biết Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả đó là gì vậy? Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Phật cũng là tâm tưởng sanh Ta hàng ngày nghĩ Phật phật liền hiện tiền tức là khi hạt cơ bản tổ hợp nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp nó liền tổ hợp thế giới của phật hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ quỷ là gì vậy quỷ là tham ái hằng ngày niệm niệm không quên tham ái thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ Niệm niệm sân hận Hận người khác Thế gian không có người nào tốt Đều là người đáng ghét Đều là người đáng căm thù Họ liền biến ra pháp giới địa ngục Mười pháp giới Đều là hư huyện Không thật Cho nên Phật nói Mộng huyện bèo bò Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác nên hành thiện không nên tạo ác sau khi hiểu rõ triệt để mới thấy những lời phật nói với chúng ta đây là lời chân thật lời chỉ dạy chân thật lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm chúng ta mới biết cảm ơn ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ ngã sở chính là những cái mà ta có căn nhà này là cái ta có tài sản là cái ta có Địa vị là cái ta có Quyền lực là cái ta có Là đồ giả Những cái mà ta có càng không có Ngã còn không có huống hồ ngã sở Cho nên Nhà Phật nói thanh tịnh bình đẳng Là từ chỗ này mà ra Nếu bạn không hiểu cái đạo lý này Không hiểu rõ cái chân tướng sự thật này Thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được Bạn làm sao mà bình đẳng được Lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác Người khác không bằng như ta Bạn không hiểu được cái đạo lý này Khi biết được cái đạo lý này Thì giảng pháp là bình đẳng Phật với ngạ quỷ là bình đẳng Với súc sanh là bình đẳng Với địa ngục cũng là bình đẳng Phật còn như vậy Chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật Dưới thì bình đẳng với địa ngục Bình đẳng Bất kể là thuần cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên chướng ngại đều không còn nữa Bình đẳng là Pháp giới Phật Pháp giới Phật trong Kinh Hoa Nghiêm Ngày Thanh Lương nói cho chúng ta biết Lý không có chướng ngại Sự không có chướng ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đây mới đích thực là Đại viên mạng Đại tự tại kinh thập thiện nghiệp đạo bộ kinh này rất rõ ràng dễ hiểu đoạn này rất sâu đoạn này là nói lý nếu lý không rõ không thấu triệt thập thiện này dạy bạn bạn không chịu làm tại sao vậy khuyên bạn bạn cũng biết thiện là tốt bất thiện là không tốt nhưng thiện vẫn cứ làm không được Tham sân si mạng là phiền não Thường hay lừa gạt người khác Biết không phải là việc tốt mà hàng ngày vẫn làm Nguyên nhân gì vậy? Cái đạo lý này chưa có thấu triệt Thật sự thấu triệt rồi Thì chắc chắn không làm việc ác nữa Người ta lừa mình, mình không lừa người Người khác vì bán chúng ta làm nhục chúng ta hãm hại chúng ta chúng ta bị họ hãm hại dứt khoát không có ý nghĩa báo thù chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý một mực thiện tâm đối đãi họ đây là bằng thật sự giác ngộ tại sao không trả thù người ác vậy đây là trong Kinh Phật nói Kẻ đáng thương xót Họ rất đáng thương Họ hồ đồ Họ không biết chân tướng sự thật Bạn không nên chê trách họ Đúng là cái mà trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Do hoàn cảnh của họ Không tốt Không gặp được người tốt Người trước bất thiện, vô tri Không biết đạo đức, không có người dạy Không có người dạy, có người dạy họ thù vô quái giả là không nên chê trách họ hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng là phải như vậy chúng ta hiểu họ họ không hiểu chúng ta chúng ta nên tha thứ cho họ dứt khoát không có một niềm ý nghĩ báo thù vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta cho dù, dù bạn sống bên bị họ hại chết, đó, chết đó. đi nữa, hại chết thì rất tốt, hại chết rồi chúng ta ngay đó sanh thiên, chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy. Cảm ơn họ còn không hết, sao bạn lại có thể trách họ chứ? Sở dĩ bạn không hiểu cái đạo lý này, bạn mới có tâm oán hận. Hiểu rõ đạo lý này thì không còn nữa. Họ hại ta chết là để ta sanh thiên sớm hơn một chút, đổi hoàn cảnh tốt. chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ họ mới biết được không hiểu không được cứ luôn đọa lạc ở trong đây cho nên ba câu này đảm thị hư vọng chư pháp tập khởi tấn cánh vô chủ đây là nói a à lại gia vô ngã vô ngã sở chữ vô này là phải nói liền lại vô ngã vô ngã sở đây là hiện tượng sự thật không chỉ là chân tướng của sáu cõi và mười pháp giới y chánh trang nghiêm phật chỉ một câu là nói tột